Chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn cách để các bạn có thể tạo được một cái tài khoản của cái game Genshin Impact để các bạn có thể chơi game đó các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào clip. Thì bình thường ấy thì các bạn có hai cách để các bạn có thể tạo được cái tài khoản đó. Cái cách thứ nhất là khi các bạn tải cái game Genshin Impact về, thì cái hướng dẫn về tải game Genshin Impact thì mình để dưới phần mô tả cho các bạn. Thì trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Khi các bạn tải xong game Genshin Impact thì nó có cái icon đây. Genshin Impact đây. Thì khi các bạn vào cái game đó thì nó sẽ đến cái đoạn này này, nó có một bước này là cái bước mà các bạn cần phải điền cái tên cũng như là mật khẩu để các bạn vào. Thì có hai cách, cái cách thứ nhất là các bạn kích thẳng vào cái Reddit Now này, ok chưa? Ngoài ra thì các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc Twitter, nhưng mà các bạn có nhiều bạn ấy thích tạo những cái tài khoản luôn để sau này mình điền vào đây cho nó dễ nhá. Thì các bạn cách thứ nhất này, các bạn ấn vào Reddit Now, kích vào đây thì nó ra một cái trang như này, nó bắt điền email rồi cái mã xác nhận rồi password và ấn đăng ký. Đấy, đấy là một cái cách là các bạn vào trong game mà các bạn ấn vào cái phần register now, được chưa? Cái cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là các bạn chưa cần phải cài game, mà các bạn bật một cái trình duyệt lên. Mình sẽ bật cái Chrome này lên nhá, bật trình duyệt lên. Vào cái trình duyệt này thì các bạn ghi cho mình chữ MiHoYo. Đây, MiHoYo đây. Được chưa? Đấy, thì các bạn nhìn cái trang đó là trang gesim.mihoyo.com này này, các bạn kích vào đấy. Kích vào đấy. Vào trang này thì nó đang là tiếng Anh đúng không? Các bạn có thể chuột phải để các bạn chọn dịch sang tiếng Việt, hoặc là các bạn thay chữ N này thành chữ VI. VI là Việt Nam đấy, các bạn Enter. Được chưa? Vào đây thì nó là sẽ là tiếng Việt. Ok, chúng ta sẽ kích vào cái phần trang chủ. Rồi, kích vào cái phần đăng nhập. Đến đây thì nó có cái dòng này thì các bạn ấn vào chữ đăng ký ngay. Ấn đăng ký ngay. Đấy thì nó cũng ra cái bảng, nó cũng ra một cái bảng như vừa nãy, cũng email, cũng mã xác nhận và mật khẩu. Ok chưa? Thì đầu tiên nó sẽ đòi tài khoản email. Thì cái email thì tạo rất nhanh thôi, cái email thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn tạo rất nhanh, các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả, được chưa? Hoặc là ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn để các bạn có thể tạo được một cái tài khoản Gmail một cách nhanh chóng. Ok. Đầu tiên các bạn mở một cái trình duyệt web lên. Các bạn vào trang gmail.com. Sau đó kích vào cái phần tạo tài khoản. Vào đây các bạn ghi tên của các bạn vào. Cái phần tên người dùng thì các bạn ghi một cái tên bất kỳ và hợp lệ các bạn nhé, viết liền. Rồi, mật khẩu thì các bạn ghi mật khẩu 8 ký tự trở lên, có chữ cái và số. Ví dụ của mình là mật khẩu tùy ý các bạn 999. Bên cạnh cũng vậy, ghi đúng như thế, mật khẩu tùy ý các bạn 999. Sau khi ok rồi thì chúng ta ấn vào chữ tiếp theo. Thì các bạn có những bạn cần phải xác minh điện thoại và có những bạn không cần. Thì nếu mà xác minh thì các bạn chọn Việt Nam chẳng hạn. Rồi các bạn ghi số điện thoại của các bạn vào. Sau đó các bạn ấn tiếp theo. Thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác minh vào cái điện thoại của các bạn. Các bạn hãy mở điện thoại ra thì sẽ có một cái tin nhắn khoảng tầm 6 chữ cái, hoặc là nó gọi điện cho các bạn thì các bạn điền 6 cái số vào đây. Sau đó các bạn ấn chữ xác minh. Rồi đến đây các bạn có thể bỏ qua cũng được, ấn tiếp theo được. Không thì các bạn cứ ghi đầy đủ các thông tin vào. Sau đó các bạn ấn chữ tiếp theo. Vào đây thì các bạn ấn tôi đồng ý hoặc bỏ qua cũng được. Ấn tôi đồng ý, kéo xuống dưới, các bạn chọn chữ tôi đồng ý. Đây, như vậy là các bạn đã tạo xong tài khoản Gmail, và tài khoản Gmail chính là cái tên mà các bạn vừa tạo ấy. Đây này. Email của Đạt cùng mình a@gmail.com. Và các bạn vào Gmail như nào? Các bạn có thể vào gmail.com hoặc là vào trang mail.google.com nhé. Ok. Rồi, sau khi các bạn đã có một cái tài khoản Gmail rồi. Đây, cái tài khoản Gmail của mình đây. Đây, tài khoản tạo đây là email của Đạt Đồng Đỉnh a@gmail.com. Đấy, thì các bạn lấy cái mail này, cái tên mail này. Lấy cái tên này a@gmail.com. Các bạn cho vào đấy. Cho vào cái ô là ô email này, các bạn cho vào. Được chưa? Đấy là cái email của mình. Tiếp theo là các bạn kích vào đây, nó sẽ gửi một cái mã xác nhận cho bạn. Đấy, mã xác nhận. Các bạn kích vào cái dòng nhận mã xác nhận, hiểu không? Sau đó là nó có cái biển này, bảng này hiện lên thì các bạn kéo. Ở đây nó có một cái khung này, thấy không? Nó có một cái khung này, các bạn kéo vào đúng cái ô mà nó bị trống này, đây. Rồi, thả tay ra. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác nhận vào cái email của các bạn. Bây giờ các bạn quay lại cái email đấy. Quay lại cái email vừa các bạn tạo ấy. Đây. Để xem nó có cái ấy không. Nó có cái mail nó gửi đến không. Không thấy đúng không? Các bạn kích lại hộp thư đến. Đấy, kích vào hộp thư đến để cho nó loát. Đây, nó sẽ loát một cái đây. Một cái thư này, các bạn kích vào cái thư đấy. Đây, của MiHoYo này. Nó ghi là bạn đã đăng ký tài khoản. Mã xác nhận là cái này, các bạn copy cái này. Các bạn quay lại cái trang vừa nãy. Đây, các bạn paste cái mã xác nhận vào đây.
được chưa? Sau đó các bạn ghi mật khẩu. Mật khẩu thì các bạn ghi chữ và số, ví dụ như là mật khẩu 123 chẳng hạn. Đấy, mật khẩu 123. Đấy, cái mật khẩu là các bạn tùy ý. Hai cái dòng hai bên này giống nhau các bạn nhé. Sau đó các bạn ấn vào chữ đăng ký cho mình. Ấn vào chữ đăng ký. Ok. Khi mà các bạn ấn đăng ký thì nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Được chưa? Thì các bạn ghi lại cái tên người dùng của các bạn vào đấy. Ghi lại cái tên của người dùng. Ví dụ là cái tên vỡ của mình tạo là gì nhỉ? Cái tên vỡ của mình tạo là email của mình là gì nhỉ? Đây mình quay lại cái email của mình vừa ấy lấy là gì đây? Vừa mình dùng cái email này để tạo mà. Đây. Mật khẩu là 10, mình ghi là mật khẩu 123. Được chưa? Ấn đăng nhập. Nó sẽ báo cái này. Các bạn kéo cái này để cho nó vừa khít cái này. Thả tay ra. Ok. Như vậy là mình đã có một cái tài khoản đây này. Cái tài khoản đây được không? Đấy, như vậy là các bạn đã có cái tài khoản rồi đấy. Các bạn đã tạo xong tài khoản rồi. Bây giờ chúng ta vào lại game nhá. Bây giờ vào game dùng cái tài khoản này để đăng nhập nhá. Đây. Tắt này đi. Vừa nãy các bạn có thể dùng cái phần này để các bạn tạo tài khoản như kia cũng được. Hoặc các bạn vào cái... Tức là mình bảo có hai cách mà. Rồi sau khi bạn tạo xong tài khoản các bạn vào game thôi. Kích vào đây. Các bạn có thể điền email. Email của ấy là gì? Email của mình là email đặt đồng đỉnh a.com.com. Password là mật khẩu 123. Được chưa? Sau đó các bạn ấn chữ start game. Đây nó lại hiện cái bảng xác thực. Thì các bạn có thể kéo cái này vào. Đặt vào đúng cái ô. Thả tay ra. Đấy. Đến vào đây thì các bạn tích hết những cái này được. Sau đó các bạn ấn accept. Vào đây thì các bạn có thể chọn các cái server của bạn. Mình ở châu Á, kích vào Asia. Ấn vào confirm. Rồi xong. Bây giờ các bạn có thể là ấn start để vào game và chơi được bình thường. Rồi thì đấy là hướng dẫn của mình để các bạn có thể tạo một cái tài khoản Genshin Impact để các bạn có thể chơi cái game này các bạn nhé. Các bạn cứ tạo đi, nếu có bất cứ vấn đề gì thì các bạn cứ PM mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn. Chào các bạn và chúc các bạn thành công.